Xin kính chào quý vị các bạn. Trong nội dung này chúng ta sẽ tiếp tục JavaScript bài thứ 29, cũng phải vòng lặp nhưng mà một cái loại vòng lặp mới. Chúng ta đã tìm hiểu xong cái vòng lặp for, chúng ta thấy rằng cái cách sử dụng của nó khá là đơn giản và nó hữu ích cho chúng ta trong cái quá trình là thực hiện những cái công việc lặp đi lặp lại nhiều lần. Và ở đây chúng ta sẽ đến với một cái vòng lặp khác cũng tương tự như cái vòng lặp for, đó chính là vòng lặp while và do while. Ok, về cái cú pháp tổng quát của cái vòng lặp này thì while nó cũng giống như là bắt đầu bởi for đấy, sau đó thì đến ngoặc tròn, trong ngoặc tròn chính là điều kiện lặp và đến thân của vòng lặp. Ok, đó thì cái nội dung của cái vòng while nó tổng quát là như thế này. Về cái phần khởi tạo thì thường nó sẽ viết bên ngoài trước cái vòng while, phần bước nhảy thì thường nó sẽ để ở trong nội dung thân vòng lặp. Ok, đó thì nó cũng tương tự như ở cái vòng lặp for rồi. Còn đối với do while thì cái hình ảnh của nó là như thế này. Do có nghĩa là nội dung thân vòng lặp sẽ được thực hiện trước ít nhất là một lần, sau đó thì nó mới kiểm tra điều kiện. Có nghĩa là gì? Nội dung thân vòng lặp sẽ thực hiện, sau đó nó thực hiện xong nó mới bắt đầu kiểm tra điều kiện lặp còn thỏa mãn hay không. Nếu có thì nó tiếp tục thực hiện quay trở lại do đó, sau đó lại đến kiểm tra điều kiện đúng thì lại quay trở lại, còn nếu không thì nó sẽ kết thúc cái vòng lặp. Cái này cũng thế. Ok rồi, như vậy thì khá là dễ hiểu, và bây giờ thì chúng ta sẽ áp dụng vào những cái nội dung của cái bài vòng lặp for. Cũng có một mảng các tên những người bạn, một mảng những cái số, một mảng những object, một cái đối tượng person. Vậy thì bây giờ mình sẽ làm như thế nào đối với cái vòng lặp while? Ok, thì giả sử là mình sẽ lấy cái tên của những người bạn của mình ra trước. Thì bây giờ mình sẽ khởi tạo và y, mình có bắt đầu từ không, mình lấy tên tất cả những người bạn của mình. While y còn nhỏ hơn cái giá trị đó là friend.lang. Đó, thì trong này mình sẽ take friend cộng bằng một cái lượng đó là tên của cái người bạn tương ứng của mình. Ví dụ đây là friend trong tại cái vị trí y cộng thêm một cái br để nó xuống dòng. Đó, nếu như các bạn cứ để như thế này thì các bạn sẽ được một cái vòng lặp gọi là vòng lặp vô hạn. Có nghĩa là cái điều kiện này luôn đúng, bởi vì khi mà mình làm như thế này, y mà không luôn nhỏ hơn cái giá trị friend.lang, bởi vì cái lang của mình đây này. Đấy. Nó lớn hơn không, cho nên là cái điều kiện này luôn đúng. Các bạn mà để như thế này thì các bạn sẽ được một cái kết quả như thế này. Bây giờ mình sẽ minh họa cho các bạn nhìn thấy luôn. Ở đây là document.getElementById.txt, đây là friend, đây không phải cái này đó, mở nó ra nha. Đây, nó cứ ở như thế này. Và lúc này thì các bạn sẽ gặp một cái error, đó là cái này mình lại quên. Cái trên này phải comment nó lại. Đó, rất nhiều khi chúng ta bị quên những cái thứ này. Và hãy cẩn thận. Ok. Đây. Thì các bạn sẽ thấy là cái trình duyệt của mình nó cứ quay vòng vòng như thế này, nó không dừng lại, bởi vì bây giờ nó đang lặp vô hạn. Đó, cái này nó chưa kết thúc. Đó, cái vòng lặp này chưa kết thúc cho nên nó chưa xuống này được. Ok. Thì nếu như muốn để hiển thị cái sự lặp vô hạn này thì mình sẽ cho cái này vào đây. Cái chốn C mình sẽ cho nó vào cái vòng lặp để cho nó hiển thị. Thì các bạn sẽ thấy là cái kết quả của mình đây. F5 nhầm. Bây giờ mình còn không tắt được cả cái trình duyệt này. Nó đơ cả trình duyệt luôn. Đấy, cho nên cái vòng lặp vô hạn nó rất là nguy hiểm. Đấy. Thì lúc này các bạn thấy là nó cứ lặp như thế này. Đây. Đấy, không thoát ra được. Và lúc này thì chúng ta sẽ phải thực hiện đó là ở đây xong cái này thì y cộng cộng nó tăng cái bước nhảy lên để nó có thể thoát khỏi cái vòng lặp vô hạn này. Và lúc này mình sẽ chạy lại cái chương trình. Đó.
Thì đây chính là tên của những người bạn của mình. Và lúc này thì mình hoàn toàn có thể yên tâm là hiển thị ở dưới này được rồi. Đây, cái kết quả nó là như thế này. Đó. Thì như vậy thì các bạn phải hết sức lưu ý khi mà sử dụng cái vòng lặp. Đó là khi sử dụng vòng lặp while thì phải luôn để cái bước nhảy ở bên trong. Nếu không có bước nhảy hay break cái gì đó thì cái vòng lặp nó không kết thúc và nó cứ lặp vô hạn. Các bạn sẽ gặp cái trục trặc đối với cái vấn đề này. Ok, có thể là nó làm đơ máy của chúng ta đến một cái thời điểm nào đó nó chiếm hết bộ nhớ. Nó không còn chỗ để mà thực hiện những cái chương trình khác nữa. Và chương trình cả máy tính là sẽ bị treo luôn. Và đây chính là hình ảnh của cái sử dụng vòng lặp while. Bây giờ nếu như mình sử dụng vòng lặp while cho cái đó là cái mảng số của mình thì như thế nào? Đây, mảng số này cũng tương tự như thế thôi. Các bạn chỉ cần thay cái này bằng cái number và cái này thì tt number cộng với number tại vị trí y và cái này là tt number. Đó. Thì cái kết quả của mình sẽ là được một danh sách những cái số đó. Và tất nhiên ở trong này bạn hoàn toàn có thể thay đổi những cái giá trị number tại cái vị trí y. Ví dụ mình sẽ chia đi một lượng là chia cho 3 đi. Đấy thì lúc này các bạn sẽ thấy rằng đây mình sẽ được một cái mảng mới, cái giá trị mới bằng 1/3 cái giá trị cũ. Ok, đó. Thì đây chính là cái sử dụng cái vòng lặp while. Còn bây giờ đối với những cái thành phần khác, ví dụ như là đây, ví dụ như là cái person này thì sử dụng nó như thế nào? Đây, person đây, lại nhầm, đây là trên này object thì nó cũng tương tự như cái bài trước ấy. Đây chúng ta có những cái thứ này đó, thì chúng ta thực hiện vòng lặp for này như thế này. Còn while thử xem, thay cái này bằng while thôi. Thì bây giờ chúng ta xem cái kết quả. Có cái vấn đề gì đó ở đây rồi. Từ từ để mình check lại cả. While p in person. À nhầm, đây. TT property. Đó. Đây thì cái kết quả của chúng ta chưa có gì là thế nào. Để xem có cái lỗi gì không. Đây, p in not defined. Thì lúc này cái while in thì lại không có. Ok. Thì lúc này chúng ta lưu ý là nó không áp dụng cái while in mà chỉ có for in thôi. Đây. Đấy, nếu for in thì cái kết quả lại chạy một cái bình thường. Còn chúng ta thử thay while in ở đây thì nó lại không ra. Đấy. Thì đây chính là một cái cách để cho kiểm chứng. Và nhớ là nếu như thế này ấy, thì chúng ta không sử dụng được với cái while in. Nhớ điều đó. Và lúc này chúng ta phải sử dụng những cái cách thức khác. Ok. Đó. Thì while không áp dụng đối với cái lặp trên các thuộc tính của một cái object. Ok. Đó. Thì cái này chúng ta bỏ qua. Mình sẽ comment nó đi. Và bây giờ đến với cái thằng do while. Đó. Bây giờ mình sẽ thay cái chỗ này thành do while xem nó như thế nào. Mình cũng bắt đầu y bằng 0 và mình cũng lặp trên cái mảng số. Đối với cái mảng của cái những cái string kia các bạn làm tương tự. Thì lúc này mình sẽ cho cái điều kiện này xuống dưới. Do while. Và nhớ là đằng sau while này phải có chấm phẩy. Đó. Thì bây giờ mình khi mà thực hiện cái chương trình này thì cái kết quả chúng ta nhận được đó là đây. Đó, một cái bình thường. Và giả sử là cái này mình bắt đầu bởi mình xem được không biết đây có bao nhiêu giá trị. Mình sẽ bắt đầu từ một cái giá trị bất kỳ đi. Vẫn nhiều. Tiếp tục. Đây, thì đây là thằng cuối cùng. Đó. Thằng cuối cùng này thì bây giờ mình thử nó là do
với y bằng 11. Đấy, thì mình được một cái giá trị và cuối cùng các bạn thấy rằng nó cũng kết thúc một cái bình thường. Và ở đây mình thử gán cái giá trị này để xem là cái vị trí bắt đầu của mình ấy, nó thay đổi thì nó như thế nào thôi. Đó. Thì ở đây có nghĩa là chúng ta cũng áp dụng y hệt như là cái vòng lặp while. Nhưng mà cái của nó thì luôn luôn được thực hiện ít nhất một lần. Ví dụ như mình y bắt đầu từ 0 thực hiện như thế này, sau đó thì ở đây điều kiện của mình là y lớn hơn bằng cái thằng number chấm len. Thì thực tế là khi mà y bằng 0 thì cái điều kiện này là sai rồi. Okay. Thì bây giờ mình sẽ thử chạy. Nó vẫn hiển thị ra được một cái kết quả, có nghĩa là vẫn chạy một lần. Đó, vẫn chạy một lần trước khi nó kết thúc. Và nếu như mình để đây là vòng lặp while, không phải là do while nữa mà là vòng lặp while. Đấy, với y bằng 0 và điều kiện của mình là y phải lớn hơn bằng cái độ dài của cái màng hay là số lượng phần tử của màng và mình thực hiện lặp, thì lúc này mình sẽ được cái giá trị là rỗng, không có gì cả. Ok, đấy, đây này, không có gì hết. Còn nếu như mình thực hiện như cũ thì do while. Đấy, ok. Đó, cái hay của do while đó là mình sẽ luôn được phép thực hiện ít nhất một lần, còn while hay là for thì sẽ không được hiện lần nào nếu như ngay từ đầu cái điều kiện ta đã sai. Ok, như vậy thì ứng với từng cái trường hợp, từng cái hoàn cảnh, ngữ cảnh cụ thể mà chúng ta sẽ áp dụng cái vòng lặp cho nó hợp lý. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đã học được ba cái loại vòng lặp rồi: vòng lặp for, vòng lặp while và do while. Ok, và nhớ là đối với cái những cái object đây này thì chúng ta chỉ có cái for in chứ không có while in. Ok, và như vậy nội dung của bài này kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bất kỳ cái băn khoăn thắc mắc hay là cái góp ý nào, các bạn hãy để lại phía dưới phần comment, mình sẽ hồi đáp trong cái khoảng thời gian nhanh nhất có thể.